uy tín đấy. Thật các bạn, chứ bay cúc ở nhà chính cấp thấp, nó càng thấp bay càng khó và nó bay càng lâu. Ui giời, trận này uy tín luôn, trận này còn cất được cả hai rồng về đi farm trận sau nữa cơ mà. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một người chơi tha hôn 7 bài cúp Titan và rất căng cò anh em. Hồi nãy lên được 4739 rồi. Và các bạn có thể thấy là đánh rất vất vả đối với những anh em ở nhà chính thấp, tha hôn thấp 379 trận rồi. Thanh niên Duy 16 tuổi đến từ Bắc Giang này. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá về cái cách chơi và bay cúp bằng combo rồng ở nhà chính tha hôn 7 khi mà đơn vị lính hội thành bây giờ nó chỉ còn là Bloon 6 các bạn nhé. Nó sẽ rất là khó khăn. Chúng ta cùng theo dõi đây này, những trận đánh như này đánh cực kỳ vất vả luôn, nhưng mà mất thì cũng thốn lắm. Đây là những lúc mà gặp những người chơi cấp độ cao hơn càng cò vãi trưởng luôn. Chúng ta cùng thử xem trận 99% hai nháy này. Ồ, và như vậy là tấn công một người chơi tha hôn 8. Vâng, tha hôn 7 nhai tha hôn 8 luôn các bạn. Càng đấy. Rất là nỗ lực thi đấu. Và sắp tới thì bạn ấy mà lên huyền thoại thì mình cũng sẽ làm một video về huyền thoại nữa. Và cũng như là cái mẫu bay mà bạn ấy thủ nhà nữa. Thì mẫu bay của bạn ấy thì mình cũng sẽ làm thôi. Đâu rồi? Như vậy là đầu tư minion ở đây, lên đồ các kiểu và đánh vét rác. Và mục tiêu của cái combo bạn này chơi là rồng với cả full set các bạn, chứ không phải là đánh bằng bình cuồng nộ. Đưa kinh vào đây bên này, tức là chỗ nào rỉa được thì rỉa, chỗ nào bay vào được chiến đấu thì chơi. Kinh chỉ là kinh cấp 5 thôi các bạn. Và đối với những anh niên tha hôn 7 thì ăn được tha hôn 8 hoặc tha hôn 9 một sao đấy là quá ngon rồi. Đây bụp luôn tha hôn 8 99%. Thế cũng hơi nhỏ thật. Như vậy là đội bạn cũng thủ nhà bằng rồng, nhưng mà rồng này chưa phải mắc cấp độ. Bình thường khi mà chưa có bảng update mùa xuân năm 2021 thì chúng ta có thể thoải mái xin được những đơn vị lính mắc cấp độ đối với những người chơi tha hôn thấp. Nhưng nó cũng khiến cho cái độ mất cân bằng game đối với các game thủ. Và bây giờ thì cái việc bay cúp nó cũng khó hơn rất nhiều nữa rồi. Bom bẫy là rất nhiều đây, bom bay đấy. Đấy, bấy bom bay, bấy rồng đến từ những người chơi tha hôn 8. Càng cò thật sự. Và các bạn ấy cũng tâm sự là việc đi tìm kiếm nhà ở những người chơi cấp thấp bây giờ nó cũng kiếm rất lâu, rất mất rất nhiều thời gian rồi mới kiếm được. Rồi, như vậy tạm thời tên này là ngon. Ăn được cái e, à không. Vâng, cái thốn là thốn ở chỗ cái e defense này các bạn này. Không mút được và nó ăn cho rồng nhấc người luôn. Tí nữa vâng, hai con rồng của chúng ta thì lại bị trụ nguy giáp đây nó chơi rồi. Vâng, ai chờ đang bắn chùa căng nhè. Nhưng thực ra thì tao hơn 7 mà nhai được như thế này là cũng giỏi đấy, cũng khá là căng cò đấy chứ. Vâng, như vậy là còn cái kho rồi, còn đúng cái nịt rồi. Mịt thà mới nhỏ. Ôi và anh trưởng luôn. Ơi đen cho thành niên. Nếu các bạn thấy thích video của mình cứ để lại nút like, share, đăng ký kênh nhá. Anh em nào mà quẩy vấn khởi thì cứ quất thoải mái nhá. Ok, vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu tiếp theo nào. Múc được nhà nào hai nháy này xem này. Ui dồi ôi, tha hôn 10 ông ạ. Kinh đấy. Vâng, may vậy ông thần này để nhà chính ở khu phía ngoài. Vâng, đây là những thanh niên cực kỳ tốt bụng đối với những anh em ở nhà chính cấp thấp như là nhà chính tha hôn 7. Cái điều mà lý do mình làm ở những cái video tha hôn 10 hoặc tha hôn 9 mà khiến cho tha hôn 7 nó khóc thét là bởi vì là những người chơi tha hôn 7 này họ kỹ năng rỉa là rất tốt anh em. Kỹ năng rỉa là rất tốt nha. Và trong turn này thì bạn ấy chơi bằng cuồng nộ. Rất đỏ là trụ A chờ đang nâng khá nhiều. Nhưng mà thanh niên này sau khi mút được cái nhà chính rồi thì bạn vâng, thôi thì đằng nào nó cũng cho rồi thì vâng, xin nốt đi hai nháy luôn đi cho nó phấn khởi. Không phải là nhà nào cũng ăn được hai nháy như thế này thì đây là cơ hội rồi.
Và lúc này thì chúng ta đang ở đang tay chân 1 nữa mọi người. Nên là việc cộng cúp được nhiều là nó cũng phấn khởi hơn. Rồi, đầu tư toe toét ở đây. Và đội bạn cũng đặt cái bầy cũng khá là bự. Khi mà để air defend đất sát được khu phía ngoài cũng như là những cái trụ archer. Rồi, thanh niên vẫn đang ngắm đấy, 40% rồi nên đánh có vẻ là khá là tự tin. Còn cuồng nộ nữa chơi luôn vào chỗ mấy cái kho này. Ôi, uy tín đấy. Thật các bạn, chứ bay cúp ở nhà chính cấp thấp, nó càng thấp bay càng khó và nó bay càng lâu. Ui giời, trận này uy tín luôn. Trận này còn cất được cả hai rồng về đi farm trận sau nữa cơ mà. Đây này, cộng số cúp bao nhiêu? 20 à? Uy tín luôn, 20, quá đã anh em. Đấy, chà chà, băm luôn, nhà ta hơn 10 à. Kinh quá nhỉ. Vâng, hồ báo cáo trồn anh em này. Ta hơn 7 đi mút, ta hơn 10 này. Úi giời, một bộ bay cầm tay nhau bạn ơi. Balloon 4 luôn, đập vào cuồng nộ, ông tự tin vãi trưởng. Nhưng mà bạn ấy đếm và tính toán được số lượng công trình mà để cho những cái đơn vị lính của bạn ấy, mặc dù là rồng 2 thôi ăn được, nó cũng giỏi phết đấy chứ. Đây này, cái này bạn ấy canh được, bạn ấy đếm được cái này. Minion bạn thả đây có bị ảnh hưởng gì đâu. Rất là tranh thủ đây nữa này. Và dưới này là cũng mấy cái trụ archer này. Ui rồi ôi, bẫy đèm mà. Và không phải tự dưng mà nó xếp vào đấy đâu. Càng dưa nào. À, rồng đầu tư vào ăn nhà chính. Thông minh, thông minh. Và bị thổi gió thổi nhưng mà vẫn nhây. Và thà hôn em bị tát còn hơn để thằng khác hôn em. Tức là thấy cái này là cứ phải mút cái đã. Có đầu tư vào đấy để quất tiếp không nào? Thanh niên đang suy nghĩ. Thanh niên này vẫn tính toán ăn hai nháy. Mình nghĩ là bạn ấy vẫn tính toán đi ăn hai nháy. Bởi vì khu nhà chính kia thì đầu tư thằng kinh có khi cũng mút được. Chứ đầu tư rồng vào đấy là không ăn được đâu. Ái chà, liều mình thật sự. Thanh niên đầu tư kinh ở đây. Như vậy là bị đau khổ chỗ em ai chờ này rồi. Như vậy là một sao, vâng, vẫn nhai được khu vực nhà chính là ngon rồi. Ok, đánh tao hơn 10, không sợ xệt gì cả. Được, thanh niên ok phết đấy. Nói chung là cứ vậy là có cúp thôi các bạn. Nói chung là bay ở những nhà chính này phải kiên trì 12 cúp là ngon rồi. Ok, tiếp tục đến với cả một người chơi tao hơn 9. Đây, mẫu bay rất lắm cây. Được, uy tín là đến từ Minimax Duy, 16 tuổi, Bắc Giang. Vâng, anh em Bắc Giang đang gồng mình chống dịch, anh em cả nước cổ vũ ủng hộ cho Bắc Giang Bắc cấp kiểu nha. Rồi, những cái pha rải đều. Đây là lý do mà các bạn ở Tha Hôn 9 thường xếp cái mẫu bay mà không cho mấy bạn Tha Hôn 7 vét được một sao. Dù chỉ là một sao, không cho mấy ông thần này đánh. Thì những cái mẫu bay của mình thì mình đã làm các bạn ở trên website cũng như ở trên kênh Akari Gaming rất nhiều rồi. Anh em nào mà chưa follow kênh mình hoặc là chưa biết thì hãy vào cả website cũng như là kênh của mình tham khảo bạn nha. Toàn là những mẫu free bay, anh em thoải mái bấm một copy về sử dụng thôi. Còn mẫu bay về người chơi Minimax sử dụng ở đây thì mình vẫn có làm, sẽ làm trong thời gian tới, nên anh em tham 7 cứ chờ đợi nha. Video này được 1.000 like là có video mẫu bay luôn, uy tín cho anh em luôn nhá. Rồi, và như vậy là kịp mút nhẹ được một sao và muốn dồn ở đây ăn cái nhà chính nữa đây này. Được đấy. Ok, đây là một trận đánh nhà ta hôn 10 luôn các bạn này. Liều mình thật đấy. Đây, thanh niên ta hôn 7 vẫn là cái kiểu mà dài à, chờ xung quanh. À, đầu tư vào đây luôn. Vâng, pha xử lý khá là hồ báo nhỉ. Và đây là cái hướng mà thổi gió nó thổi đấy. Càng sẽ như thế nào đây hả thanh niên? Tiếp tục đầu tư minion trong turn này. Được của nó. Archer đã bị bắn tỉa rồi. Rồng vào luôn. Ây trời trời. Rồi, vậy là rồng tua hết ở trên này các bạn này. Thêm cuồng nộ ở đây luôn. Chỗ này là bị cây thổi gió nó thổi đấy. Chúng ta hãy cùng thử xem thanh niên này xử lý như thế nào. Rồi, mới được có 20 mấy phần trăm rồi.
Càng thật vẫn còn 4 rồng. À đoạn này là né được. Đoạn này là né được và e defense thì đang nâng. Ngon. Để xem thanh niên kiếm thêm phần trăm và sao như thế nào ông tên này. Vâng, lách được cái khe cửa hẹp này. Kinh vẫn chưa thấy nhấc người lời. Cắt góc tiếp. Cắt tiếp. Cực kỳ kinh tính. Không biết Kinh sẽ vào đâu đây. Bây giờ mà thả sớm thì hội thành mà có lính ra thì nó cũng căng. Vì lính nó ăn được thằng Kinh thì cũng nhọc nữa. Vẫn cất giành một cuồng nộ. Và đây rồi. Đây rồi các bạn ơi. Vâng, pha đầu tư đã ăn khu vực nhà chính. Bị Inferno một tia bắt nhưng vẫn chơi được. Hay quá nhỉ. Thời điểm này thì bắt đầu mới bung được Kinh ra và vẫn còn 2 minion và 1 archer. Một trận thi đấu rất tốt đến từ thanh niên Duy 16 tuổi đến từ Bắc Giang Minima. Hay quá. Được. Uy tín 50% về ăn hai nháy quá đã luôn. 19 cúp được đấy. Ôi giời ơi, tiếp theo là một mộng bay của thanh niên Tha Hôn 7 đến từ Seven. Đấy, chà chà. Ghê quá. Giờ bạn tính như nào bạn ơi? Máy thạch lô bạn nhá. Minion vào đây rồi. Sẽ như thế nào đây? Quẩy lên. Ôi chà chà. Vẫn đang đục tường cực kỳ ngon nghè. Và đánh tự tin phết đến từ ông thần này. Khả năng là quen rồi. Dồn vào cái chỗ này khi mà thổi gió không thổi đến nơi. Đang rất là tích cực đấy. Rồi thêm 2 cuồng nổ hai bên. Và như vậy là lưu thoải mái tẹp bô rồi. Vâng, không có cây thổi gió nào gây ảnh hưởng là ngon rồi. Được. Pha xử lý rất mắc bình đến từ Duy. Như vậy là một tên tấn công ồ ạt. Chấp. Quá ngon rồi chứ còn gì nữa. Vâng, Titan 1 với chúng tôi này, với Seven này. Vâng, những đấy là lý do mà chúng ta cần có những mẫu bay tốt ở nhà chính Town 7 để chống những ông thần Town 7 với nhau. Và đây là một tên tấn công ngon đến từ Duy. Được. Cái trận này là bao nhiêu cúp? Ôi rồi ôi, 39 cúp chỉ nó lại mắc bình đấy. Kỹ năng bay cúp ở Town 7 rồng như thế đấy các bạn. Hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở những video tới. Anh em có những mẫu bay combo đánh ngon thì cứ chia sẻ với mình chúng ta cùng chia sẻ với những người khác các bạn nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn. Bye bye anh em.